Ok nhá, xin các bạn thì hôm nay thì chúng ta buổi hôm trước chúng ta đã học về cái lý thuyết về mạch mở nguồn đầu vào, đúng không ạ? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em là xác định các cái vị trí linh kiện của quản lý nguồn đầu vào trên cái mainboard. Thì mình nói lại một chút, để mà xác định các cái vị trí nguồn đầu vào trên mainboard thì chúng ta sẽ có cái điểm đầu là chúng ta bắt đầu là từ sạc, đúng không ạ? Khi mà cắm sạc vào, nguồn điện sẽ chảy vào. Và các bạn nhìn như trên hình chúng ta có là qua sạc thì điện áp nó sẽ đi qua các con phép. Thì cái vị trí thứ hai chúng ta xác định là chúng ta sẽ xác định về hai con linh kiện, hai con phép sạc qua hai con phép. Tùy từng main thì có main nó sử dụng một con, có main sử dụng hai con, nhưng mình thấy là đa phần là nó sẽ sử dụng hai con phép. Và xác định trở gánh, đây là cái vị trí mà nguồn đầu vào, cái điểm cuối là điểm gọi là điểm mà nguồn đầu vào sau khi mà qua quá trình quản lý nó xuất hiện ở đây. Thế đây là cái điểm mà bắt đầu nó sẽ đi nuôi cho khắp cái vị trí của chúng mình. Sau khi mà xác định là chân sạc này, đúng không, mô phép này, trở gánh này, thì nó sẽ tiến hành là xác định cái con IC sạc, IC quản lý. Với IC quản lý nó sẽ xác định các cái chân tín hiệu, ví dụ như là chân DC, chân VC tùy một số main nhé, AC, ACS, ACOVA, ACOV hoặc là các lệnh DC thăng hoặc ACO. Thì cái phần này mình đã nói qua rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn thực hành cho anh em rồi. trên cái sử dụng trên cái mainboard để anh em xem là cái đường đi của cái nguồn điện như nào và cách xác định nó như nào nhé. Ok, chúng ta sẽ quan sát ở trên trên máy chiếu. Thì các bạn nhìn thấy đây là cái chân gắn sạc, chân adapter, chân adapter đây nè. Thế thì khi mà gắn sạc vào thì như các bạn biết là main này thì nó là main đeo, thì cái vị trí ngoài hai cái chân phía ngoài là mát. Đấy, để mình xác định cho các bạn nhé. Thì một que thì mình sẽ để vào mát. Đây là một que vào mát này. Đấy là. Đấy, đồng hồ mình đang để thang đo, thang đo thung mạch nhé. Đấy, mình đặt que đây này. Đấy. Còn đấy là thằng thông. Tức là cái vị trí, các cái vị trí này này, nó là mát. Đấy là. Đấy. Thì cái chân sạc như sạc đeo thì chúng ta ngoài cái chân mát ra thì nó có chân dương và chân ID. Đó, chân ID, nó là chân kim. Chân kim thì thường nó nằm ở giữa. Đây này các bạn này. Đấy, chân này. Rồi, chân ID thì chân kim. Đó. Và hai cái chân ngoài này là chân dương. Đấy. Đây là nó, thấy các bạn thấy là nó đấu một khung thôi. Đấy, chân dương. Thế thì chúng ta thấy là khi mà nguồn đi vào thì nó sẽ qua cái con phép. Đó, thì các bạn để ý nhé. Đây, mình sẽ nghiêng một chút. Các bạn nhìn thấy nhá, đây này, cả một cái mạch này này. Đấy, các bạn thấy nó thông vào ba chân này này. Các bạn nhìn thấy không, cái mạch xanh này. Đó, cả cái khung viền này này. Đúng chưa? Là thông nhau. Và thông vào cái chân dương này này. Đúng chưa? Còn con thấy là cái thằng này nó không ra một cái khoảnh riêng, nó không liên quan gì thằng này đâu. Đấy nhá. Đấy nhá, mình sẽ đo cái hai cái chân này nó sẽ không liên quan gì nhau đâu. Hai chân này này. Đấy. Mình sẽ để thang thông mạch nhé. Thông mạch. Đây mình sẽ chiếu. Đấy, như này thì nó sẽ ok hơn. Đấy. Đây mình sẽ để thang thông mạch. Và mình đặt que đo vào đây này. Đây. Và mình đặt cái đo vào cái chân ở giữa này. Đấy. Đây chân này này. Là không thông. Còn đo này là thông này. Đây chân dương này. Chân ở giữa này là không thông này. Thấy chưa? Đấy. Thì vì ở đây mình đang gọi là xác định cái chân dương để mình đi vào main. Thế thì khi mà chân dương thì rõ ràng cả cái mảng mạch này thì chúng ta thấy là nó thông đến cái chân MOSFET. Đây là cái con MOSFET. Chân 1 này. Đấy ạ. Đây nó có 1, 2, 3 này. 3 thông nhau, nhìn thế này chúng ta thấy nó thông rồi này. Đấy ạ.
4 là G này, nó sẽ tách ra 5, đây là 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Đấy chưa ạ? Thật là gọi là cả cái mảng này nó thông nhau này. Đấy chưa? Đấy. Thế giờ có phải là từ sạc nhé, nó đi vào đến con MOSFET thứ nhất này. Thì mình sẽ đo thông nhé. Đây. Đấy, đây mình sẽ đặt cái que đo đây. Mình que đo đây, mình sẽ đo như này. Đấy, vừa mình đo chân 4 nhá. Đây này. Đó. Thì chúng ta có là chân 1, 2, 3 là thông với nguồn dương. Đúng chưa ạ? Thì giống như cái sơ đồ hôm nay là từ sạc nó đi vào cái con phép thứ nhất. Đấy là thế nếu con này dẫn thì nó sẽ dẫn sang chân D. Đúng chưa ạ? Nó dẫn là dẫn sang chân D. Thì đây là chân D. Đó. Ở đây là có hai cái lớp mạch. Đây là mạch trên, ở đây cái bo này là bo phụ ở dưới này. Còn nhìn thấy nó có cái phần khớp này. Đó. Thì nó đấu qua một cái bo nó lên trên này. Thế thì mình sẽ đây này. Mình đang chưa biết cái con nào là nó sẽ thông với con phép này. Đúng không ạ? Thì chúng ta không biết thì chúng ta đo thông mạch. Thông mạch con nào thông thì là nó. Tại vì con nhìn thấy ở trên trên bảng thì nó chỉ thông sang một con thôi. Nhá. Thế thì đây mình sẽ đo đặt lại chân S nhé. À chân D nhé. Đây này. Đấy, mình đo con phía gần nó nhất. Đây này, đặt này không thông này. Đấy ạ. Bên này này. Đây. Thông chưa? Đấy ạ. Mình thử đo sang những con này nhé. Đấy. Không thông này. Đấy ạ. À, không thông này. Đặt đây này. Không thông này. Đấy ạ. Thế thì là gì? Là từ sạc đi qua con này rồi nó đi lên con này. Được chưa? Con này là con PU4002. Con này là con PU3801. Được chưa? Đó. Thì cái câu chuyện của ta là từ chân cắm sạc này qua con phía thứ nhất này, qua phía thứ hai. Thế nên nếu mà con này dẫn thì đây là chân D nhá. Có phải đây là D hay S? Bên này này. D hay S? D đúng không ạ? Đây vì chân S này. Đây là 1, 2, 3 này. Là S này. 4 là G này. Đúng chưa ạ? 4 là G. Thì bên này là chân D. Thì nếu con phép này nếu mà khi nó cắm sạc nó có điện thì nó sẽ dẫn. Nó dẫn thì dẫn sang đây. Thế chúng ta sẽ đi đo từ đây. Đó. Các nhìn thấy là đây này. Con chở gánh R010 mà mình có đề cập trong bài giảng. Đấy, con này rất giá trị rất nhỏ, 0.01 hoặc 0.02 ohm. Đấy ạ. Thế các bạn nhìn cái này là nó thấy thông chưa? Thông rồi đúng không? Đây mình xác minh lại cho anh em này. Đó. Đấy ạ. Không mạch đó. Đúng không? Đó. Thì như vậy là chúng ta xác định được là gì ạ? Vị trí chưa sạc. Đúng không ạ? MOSFET và chở gánh. Đấy. Thì sau này khi chúng ta cầm một cái mê mất kỳ lên, anh em cũng xác định chưa sạc này. Xác định được âm nó dương của mình này. Đấy ạ. Rồi tiếp đến là chúng ta xác định hai con phép bằng cách là chúng ta đo thông từng cái chân dương, từ chân dương nhá sang cái con phép thứ nhất, sau đó lại đảo con phép thứ nhất thì nó có hai chân, nó chỉ thông một chân thôi, cái chân còn lại mình lại đo tiếp đến con phép thứ hai. Đấy nhá. Và từ con phép thứ hai nó sẽ đo thông ra con chở gánh. Đấy là đó. Rồi tiếp tục là sau khi xác định được chở gánh, mũ phép, chân sạc thì chúng ta sẽ tiến hành là xác định IC sạc. Đúng không ạ? Xem là con IC sạc nào đâu. Cái dấu hiệu của nhận biết IC sạc nó là đâu ạ? Nó nằm cạnh chiều gần pin. Cạnh gần chiều gần pin. Thì nó để sạc vào cho quả pin chúng ta và từ cái IC sạc nó sẽ đưa tín hiệu lên. Đấy nhá.
phong này, học hành là đủ với em. Cả tuần đi được buổi mà đến lại cứ gù ấy, làm sao không học được. Đây à. Đây cái chiều con pin này, như nào đấy, nhìn xung quanh đây nhé. Đấy, khu này là có một con IC nhỏ này, này. Đấy, IC nhỏ này. Đấy, và như các bạn nhìn thấy là đây là các đường mạch là nó xuôi xuôi về con IC này nè. Đấy nhá, đấy nhá, các bạn nhìn đây nhá, các đường mạch này, đây là các đường mạch này. Đấy, là nó đi đi về đây nè. Đấy nhá, đó, đây nè, à, từ IC nhá, đi lên đây nè, à, đi lên trở ánh này, à, từ trở ánh sang đây nè, à, mạch này sang đây này, lên cái mạch pin này. Yeah. Đấy. Chúng ta có là con đây là con xác định nó là con IC sạc. Đấy. Cái IC sạc này thì đây mình sẽ nghiêng một chút. Đấy. Anh em nhìn là không có kỹ được. Đấy. Đang không rõ tên của con này nó là gì. Đấy. Thì để mình phóng cận thêm nhé, xem là nhìn nó có rõ hơn không. Cái này nó bị có ánh đèn nó bị bóng. Đó, mình sẽ lấy điện thoại mình sẽ soi và mình sẽ mở cái mình sẽ soi và mình sẽ mở cái data sheet của IC mình xác định chân thì mình hướng dẫn anh em đo nhé. Các bạn chờ mình xíu thì mình sẽ xác định như này là không rõ. Chắc là mình sẽ nhìn trực tiếp. Mình thì mình nhìn trực tiếp ở trên zoom được, nhưng qua cái máy ổng mới quay thì nó đang không rõ lắm. Đấy. Đây này. Đấy, các thiếu ạ. Đây mình sẽ nghiêng này mà mình zoom nhá. Đấy. Thấy chưa? Chúng ta có là BQ đúng không? 2 có chữ 24 này. 7 đây này. Đây mọi người thấy không? Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? BQ24745. Đấy nhá. Đó, mình sẽ bây giờ mình sẽ tải cái data sheet để cho các bạn xác định cái chân các đường tín hiệu ở trên cái bên mainboard của chúng ta. Ok. Thế mình sẽ chuyển sang cái phần laptop. Đó, mình sẽ cắm vào laptop và mình sẽ xác định. Đây mình sẽ tải anh em một cái sơ đồ trên. BQ24745 đúng không ạ? Đây mình sẽ tải 53 rồi. Đây mình sẽ tải data sheet nhá. Đó, data sheet này. BQ24745. Đó. Đây nó sẽ ra luôn này. Hai bốn hai tám bảy. Đó, đây mình sẽ tải xuống và mình xem là cái data sheet của IC này thì nó như thế nào. BQ24745 đúng chưa, đúng như là cái IC mà nó quan tâm á. Thì đây là cái sơ đồ chân IC này là 28 chân, chân 1 này, 1, 2, 3, 4 này, đến là chân số 20
28 đúng không? Đó. Thì chúng ta sẽ đi tiến hành là xác định các cái chân, xác định các chân mà chúng ta đang quan tâm. Vừa xác định xong rồi nhá. Decin, VC, Asin, Asuke các kiểu đúng không? Đầu tiên là chân Decin, chân 22 này. Được chưa? Rồi nha. Asin, chân số 2 này. Ok chưa? Đấy. Tiếp đến là gì ạ? Asuka. Đây, chân số 13. Nó giống cái bộ lệnh mà trước đấy chúng ta đã phân tích. Đúng không ạ? Thế thì với cái IC này á thì chúng ta là cần xác định ba như thế này. Ngoài ra chúng ta còn có đường nguồn tuyến tính. Đây là chân 21. Đó, nó chính là cái chân là thằng LDO của ta. Đấy nhá. Đấy rồi. Cái nguồn tuyến tính. Rồi, quay lại main board. Thế thì việc của chúng ta là thế cái chân 22 này có bao nhiêu volt? Có bao nhiêu? 19. Decin đi vào. Đúng không ạ? 19V. Đây, 19V này. Chân Asin thì chúng ta tính toán từ mạch cầu cân áp. Đúng chưa? Asuke thì nó ở mức cao, mức thấp. Thường nếu ở mức cao nó sẽ là 3,3V. Còn mức thấp là bằng 0V. Đó. Thế nào? Còn chân số 21 là nguồn tuyến tính. Đây mình thử quét xem là cái nguồn này nó bằng bao nhiêu vuông rồi nhé. Sáu vuông này. Thấy chưa? Đó. Đây. VDD thì gì thì gu. Đó. Đây. Đúng chưa? Đó, điện áp này. Điện áp sinh ra 6V. Ngoài ra thì chúng ta còn một cái đường. Đây, mình sẽ kéo xuống dưới đây. Chúng ta xem là nó so sánh với RF là bằng bao nhiêu volt. À, các bạn thấy là ở đây rằng AC thì nó thứ nhất nó so sánh 0,6V này. Đúng không ạ? Rồi so sánh 2,4V. Đúng không? Rồi tiếp tục là đưa ra thằng ACOK. Cái là bên này thì nó không sử dụng mã mẫu mà nó sử dụng cái mã mẫu sinh ra sẵn ở trong IC, nó là cái nguồn 2,4. Đúng không ạ? Còn thằng VRF này, VRF là bằng 3,3V này thì nó còn chưa có xài đấy. Đấy nhá. Thế thì VRF thì nếu mà không xài thì nó sử dụng trong mục đích là nó phân tích, nó so sánh điều khiển ở trong IC, yeah. Chứ còn nên về điều khiển ra cái lệnh này thì nó không tham gia. Được chưa nào? Rồi thế thì bây giờ chúng ta quay lại trên mainboard thì những cái chân đây, những cái chân là Asin đó, Decin, Asuka. À, đây mình sẽ ghi để tí mình sẽ rút mình chiếu ra và chúng ta quan sát nhé. Cái thằng này là chân 22 này. Đúng chưa? Chân 22 này. Cái này là chân số 2 này. Đấy chưa? Asioka thì nó là chân số 13. Cái chân này thì chúng ta chưa xét. Đó, chân này thì nó không nằm ở trong IC đâu. Đấy chưa? Đó là cái chân VDD. Đây là chân số 21. Đúng không ạ? Chân 21. Ok. Thế thì mình sẽ rút máy chiếu và mình sẽ cho lên trên cái cam của chúng ta và xem là cái main của chúng ta thì các cái đường tín hiệu nó như thế nào. Đó. Đây mình sẽ bắt nét một chút. Ok chưa nào? Thế thì bây giờ chúng ta xem nhé. Đây, mình sẽ ok, mình sẽ giữ cái main box của nó bị xoay bị rung. Chân này là chân 1 này. Đúng chưa? Và đến theo ngược chiều kim đồng hồ nó là đây 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7. Đó ạ, 7. 7 4 hàng. Đó ạ, 4 hàng 28. Đúng chưa? Đây. Mình sẽ làm sáng một chút. Đây.
À, nó vừa có cái bột mà mình lau từ cái bông. À, nó mủn ra nó bám lên. Nó không dẫn điện đâu. Thế thì quan sát nhá, là một này, thì chân hai rồi đây, đúng chưa? Chân hai. Thế thì nếu mà mình cũng đây này, con thấy không? Đặt cái que này là nó đè luôn lên cả chân thứ hai bên cạnh. Đấy, nên tại sao mà mình bảo là các bạn là mình sẽ không đo bởi cái que đo này trực tiếp vào chân IC, mà chúng ta sẽ gì đây này? Đây, đấy, chúng ta sẽ đo đầu bàn chờ này này. Đúng chưa? Còn chúng ta đo đầu chiều này đều được, đúng không? Đây là hai con này đi vào chiều xa, 1, 2 đều đo được. Thì sau này chúng ta sẽ không đo trên trực tiếp trên IC mà qua đo phía ngoài. Đã xác định chiều số 2 rồi, đúng không? Rồi chiều số 13. Một dãy nó là 7, hai dãy là 14, đây là chiều 14 thì đây chiều là 13. Đúng chưa? Thế chân 13 thì chúng ta sẽ đo tại điểm này nữa, đó điểm này này. Đo tại một cái phần chấm đồng thiết này, hoặc là đo cái mạch này là mạch đồng nhá. Đây là nhìn màu cam thôi, do cái màu này nó cũng hỗ trợ tốt nên là nó tô, tức là nó giống như cái áp, nó chỉnh nó tức là tô tăng màu lên, nhưng mà nhìn thực tế thì nó là cái chân đây này, chân ốc này này. Đấy, các bạn nhìn là phía ở ngoài bên thì nó là ngả màu nhạt nhạt, đúng không? Lên trên này thì nó hỗ trợ màu, nó nhìn nó sáng. Đấy. Thì chân này chân 13 chúng ta sẽ đo đây, đúng không? Rồi chúng ta có cái chân VDD là chân 21, đúng không? Đó. Thì chúng ta có đây là chân 21 là chân này này, 7321 mà. Để chân 21 ở góc này. Thì nếu trong trường hợp ở góc này á, cho anh em nghiêng cái que đo như này này. Đấy, đo này cũng được. Nếu trường hợp ở góc á, thì chúng ta có thể đo tại IC thì chúng ta nghiêng ở phía kia. Nếu không ảnh hưởng. Hoặc nếu chân 21 này nó đấu ra một con nào đấy thì chúng ta có thể đo. Như vừa giờ mình nhìn thấy nó không thấy đấu con nào cả thì mình đo ngay ở chân. Chân IC như này cũng được. Được chưa? Rồi, tiếp đến. Đấy. Cái thằng là chân 22 deci thì 21 từ đến 22 thôi, đúng không ạ? 21 này, 22 này, đúng không? Và nhìn thấy là nhìn nó ra tụ này này. Đấy. Tụ 19V này. Thấy chưa? Đấy, tụ 19V. Đấy. Thấy chưa nào? Thì tức là để chúng ta biết là các cái đường tín hiệu này nó nằm ở đâu thì bắt buộc là chúng ta phải tra datasheet nó lên, chúng ta xác định chân đấy là, và sau khi xác định được chân rồi thì chúng ta tiến hành là gì ạ? Kiểm tra đo đến áp. Ok, thì với cái phần này thì sẽ giúp cho các bạn học viên là nắm được, tức là sẽ giúp cho các bạn nắm được thứ nhất là cách xác định các vị trí linh kiện, thứ hai là chúng ta xác định, tức là chúng ta tra dò ra cái đường tín hiệu và xác định các chân. Đấy, thì sau cái phần này là chúng ta sẽ có cái phần đo thực tế. Đấy, đo thực tế thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Ok nhá. Okay.